Cơn rồng nó về này. Bay chim á? Dạ. Sắp dưới tổ à? Ra để bố ký chuyển nó lên trên. Không biết có được không? Thế anh em đợi mình nhá. Đây. Rồng bão này, cơn rồng nó đến này anh em này. Đây mọi người này, mà sáng nay trưa nay vẫn không bình gì anh em nhá. Mọi người nhá. Đây đây thế rồi. Đây chuyển buộc vào cái cành thế này. Mình sẽ chuyển vào đây anh em nhé. Chỉ sợ nó rơi xuống ao. Ôi, đây, tổ chim này nó bay kìa. Bùng biêng kìa. Đây là thuyền nữa. Đây này anh em này, mình ấy lên rồi. Đây này. Đấy, mình đặt luôn cả cành nha anh em nhé. Đây, nhưng mà gió to quá, không biết nó có chịu được không. Bây giờ đứng là buộc cái cành nào cho nó đẹp đây này. Đâu, đứng ở thế nào đây, cành nào đây. Đứng im để xuống dưới. Để thấp luôn. Đứng đấy để ôm buộc lên. Gió to thế gì đấy. Thế mới nhỏ cái đồ tổ chim này. Đâu để kiếm cái cành nào thì con nhỉ. Đây. Đây cành này. Lấy dây thép mới vào trong nhà lấy thêm dây thép. Dây thép ở đây. Dây thép to ấy. Mọi người đưa mình tí mình lấy dây thép mình buộc. Buộc phải che nó vào nữa. Bố cứ nhảy xuống dưới này. Kệ đó, không mình gì. Rơi không mình gì, tí em buộc dây thép rồi. Đây, buộc dây thép rồi này. Không bao giờ nó mình gì nữa. Đây này mọi người này. Mọi người thấy nó gió không? Mình ghi lại hình ảnh sau này này, các bạn này đánh giá cho mình không nói không đúng. Đấy các bạn thấy chưa, gió nó đông đưa chưa. Đấy, nó bay lên trên rồi kìa. Thôi để mình cứu. Thôi mình tạm dừng máy đây nhá. Anh em thông cảm nhá. Ôi bay. Bay rồi. Bay rồi, nhanh. Mình sẽ đây để tìm cảnh thế đã. Từ từ. Rơi rồi này. Đứng xê ra các con. Ôi gió lắm. Từ từ lùi lại tí á. Khi mình buộc xong này mình lấp vào đây rất là kín rồi nhưng không biết là nó có ảnh hưởng gì nhiều không. Nhưng đây anh em này, mình buộc rất là kín rồi nhá, rất là tốt rồi. Đây con chim, những chú chim đây, nó có theo bản năng này, chim nó gặp mưa giông bão nó bám rất chặt vào lồng mọi người nhá. Đấy, đây này, đấy mình che cả cái thú này vào rồi thì tí nữa mình sẽ gia cố thêm, mà gió to quá rồi tí mình gia cố cái này thêm. Và mọi người nhá. Đây, mời mọi người nhìn này. Đấy, tổ chim này khá là vô duyên. Chỉ cần 3 ngày nữa là biết bay truyền thôi, 2 ngày nữa thôi. Đấy. Ui giời, gió quá. Đây. Rồng đã đến rồi. Đấy, để đứng ở đây thì khá là kín đẹp rồi mọi người nhá. Mình đã vít cho cành thế rất là đẹp rồi. Đây. Anh em mọi người nhìn này. Đấy, cơn mưa đến kìa. Rồng to luôn. Rồi hy vọng là nó sẽ
bố mẹ nó đừng qua khỏi. Mình thì không muốn bắt về cả, sợ mai chim bố mẹ nó sẽ bỏ. Đây để đợi mình ra cố thêm dây thép. Đây phải dùng thêm dây thép loại to này anh em nhá. Dây thép loại to này mình buộc. Đây con này để đây, đứng đây. Đứng đây để bố. Không biết tổ chim kia. Anh em nhìn thấy mong manh không, nhưng mà mình buộc chắc chắn lắm rồi. Cơn mưa thứ hai. Đấy cái gậy đâu rồi? Anh em ơi. Đấy, mình buộc chắc chắn à. Cũng giải thích với anh em, một số anh em là tại sao anh nhìn thấy thế này mà không đem vào nuôi hoặc là chia sẻ cho anh em. Nhưng mà đây là cái cách chơi của mình cứ để nó tự nhiên thì chim sau này nó mới lại tiếp tục sinh sản ở quanh khu vực mình nhá. Nhưng mà mình nghĩ là nó an toàn thôi, bởi cái cây xưa này nó rất là dẻo. Nó rất là dẻo. Thì mình buộc 3-4 lớp rồi. Đấy. Đấy, đấy mình đứng đây mình đợi, nếu mà nó có vấn đề gì thì mình ấy luôn. Chắc không sao đâu. Bởi vì từ hôm qua cũng bị một chân như này rồi. Theo dõi này một tí anh em nhé. Bao này anh em kìa, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, cây xưa này, chim này, chim kêu màu này. Đấy, mình cũng rất là chắc rồi. Bay cả người. Mọi người ạ, à, cũng may là sau khi dông nó qua thì nó chỉ có mưa nhỏ thôi, giờ nó lại nắng rồi. Thì nó đứng gió rồi, thì mình nghĩ là cái tổ chim mình chuyển lên đây nó khá là an toàn rồi. Đây, mọi người nhìn này, cầu vồng này. Khá là đẹp, cầu vồng đấy. Đấy, anh mọi người thấy chưa? Cầu vồng luôn. Đấy, mai nó mà thích nghi được chỗ mới, chim bố mẹ nó bón mồi thì mình sẽ làm clip để review cho mọi người xem tiếp tục nhá. Đây, khô tổ cho nó chỗ nào như này đây. Khá là an toàn rồi, yên tâm rồi anh em ạ. Đấy anh em ạ. Và may mắn là chim bố mẹ nó đã về cây rồi này này. Hy vọng rằng là nó sẽ nghe tiếng chim con kêu, nó sẽ biết được cái chỗ mình chuyển tổ cho nó. Ra cả một đôi mà đâu rồi. Đây 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 đây. Đấy còn chim bố này. Rồi thế là yên tâm rồi anh em nhé. Đây cả một đôi luôn. Khi nó đã phát hiện ra nơi mình đặt chuyển tổ mới, nó sẽ bón mồi bình thường anh em nhé. Đây, đây là cận cảnh chỗ ở mới của gia đình nhà Trà Mào đây. Của đàn Trà Mào con này đây. Hôm nay nó đã to, tương đối to rồi anh em nhá. Sắp ra tổ rồi, mình đoán chỉ là mai hoặc ngày kia. Nay hoặc mai thôi, là nó ra tổ thôi. Thì bây giờ mình sẽ đặt máy xem chim bố mẹ nó vào bón cho con không nhá. Sợ nó phi ra bây giờ ấy. Nhưng mà không sao. Đây, mình để này thì nó chắc nó không phi được. Đó, mình sẽ dọn cái này đi để thử xem nó bón mồi không nhá. Mình chắc chắn là nó bón thôi. Từ hôm qua đến giờ nếu mà không bón thì là bởi vì là mình nhìn thấy chim nó bay ra bay vào là mình đoán chắc là nó bón rồi. Chim nó đã có con kêu rồi thì nó sẽ không sao mọi người nhá. Đấy để máy đây thì hơi xa. Để mọi người để mình thử làm nào cài máy nhá.